Hai chú chị bông, xin chào quý cô chú anh chị đã quay trở lại với em. Cả nhà ơi, bây giờ thì vào đây thì em sẽ giới thiệu cho chúng ta một cái lô mai, đó chính là giảo bạch kim bông vàng mà đế hình con thú đây cả nhà. Ở lô này thì già mùa rồi, rần liền cốt rồi, đây là hàng đôn nha, hàng đôn nha mọi người. Đây, lô này ghép đa số là con thú không nha cả nhà ơi. Lá của nó thì lá cẩm thạch như thế này ha. Đây, lá thì lá cẩm thạch nha, rất là đẹp luôn nha. Đó, đế thú nè, cây thì cành nhánh về chúng ta có thể lấy bo, và lô này Tết nay cũng có thể chơi một ít hoa luôn mọi người. Trời ơi, mấy con thú nè, đẹp ghê không? Cái này về chúng ta mua vào cái chậu vỏ nhỏ xinh xinh á, để bàn cũng rất là ok. Đó, chúng ta có thể vừa chơi lá giống như một cây kiện lá luôn nè. Đó, nhìn nè cả nhà, nó cẩm thạch như thế này nè. Đó, đế là hình con thú nha. Đây, tiếp tục. Rồi, lô này em tri ân cho quý cô chú anh chị, mình giá chỉ có 60k thôi cả nhà. 60k một cây thôi, nếu mà chúng ta lấy 5 cây thì bên em sẽ reset cho chúng ta nha. Đó, đây là dòng giảo bạch kim nha cả nhà ơi. Rồi, qua đây sẽ là dòng cúc gia đình, cúc 40 cánh Quỳnh Tấn Phát nha. Đây, cúc 40 cánh Quỳnh Tấn Phát lô này nè. Hoa rất là đẹp, cả nhà nhìn nè, cái bông nè. Bông mai nhưng mà chứ không phải bông cúc, nhưng mà tại vì nó nhiều cánh nên người ta gọi là cúc thôi. Ở đây thì giá cũng là 100, loại lô này thì giá là 100 nha. 3 cây thì chúng ta được reship rồi nha cả nhà. Loại này chúng ta có thể vừa chơi hoa vừa chơi lá nha. Rồi ai thích loại nào thì cứ alo bên vườn mai nhà em nha cả nhà ơi.